Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình tiếp tục làm về phần Laravel ha. Thì lúc trước mình đã hướng dẫn cho các bạn làm là cái thằng bây giờ mình nhấn cái xem nguồn trang ha. Cái thằng description, thằng keyword này thì mấy bạn kêu là nó sẽ bị lỗi. Đúng, nó sẽ bị lỗi các bạn. Bây giờ mình mở lại cái thằng Home Control nha. Bây giờ nha, cái trang index, đây là trang index đúng không? Đây là trang index. Mở lại cái đâu vậy? Root web. Rồi, ok ha. Mình sẽ sửa lại như sau. Bây giờ nếu nè, cái ủa đâu rồi? Cái home control. Rồi, ok. Thì đây là trang net ha. Thì nó sẽ có meta, đúng không? Nó sẽ có meta và nó đi theo gì? With with gì mấy bạn? With keywords meta, cái này chắc cả các bạn cũng phải biết rồi đúng không? Nó trả về gì? Nó trả về trang home. Thì mặc định cái trang home nó là một cái trang layout. Đây, resort view layout, tại vì các bạn có code, có vài bạn code tới bài năm mấy sáu mấy luôn mà vẫn chưa hiểu được cái tính chất của cái thằng layout này ha. Đấy, nó mắc cười ở điểm đó đó mấy bạn. Vậy thôi, vì tất cả mọi trang các bạn phải công nhận là nó đều có thằng header này đúng không? Tất cả mọi trang luôn nè, mặc dù là trang nè, trang chi tiết sản phẩm nè, trang loại sản phẩm nè, trang nhỏ hàng, là tất cả mọi thứ nó đều có cái thằng header này hết đúng không? Nó có cái thằng header này hết, các bạn phải công nhận không? Thì mọi thứ hàm nó phải có cái thằng meta descript keyword và cái url này, để khi các bạn share Facebook hoặc share các trang mạng xã hội, cái này rất là quan trọng ha, canonical. Rồi, các bạn phải công nhận là tất cả mọi trang, dù cho cái trang search cũng phải có thằng meta description này luôn. Đó, bây giờ mình thử này nha. Ví dụ như mình sợ từ khóa là ở dưới đây là gì? Máy đi, ví dụ vậy. Tìm kiếm nè. Hình như mình đã hướng dẫn các bạn là tìm cái thằng tìm kiếm này rồi. Rồi, nó sẽ bị lỗi nè. Nó không xác định invalid variable ha, là không xác định được cái giá trị date trong cái thằng gì? Thằng layout. Các bạn đồng ý mình không? Đây. Cái lỗi nó dần dần ở đây nè. Đó. Thì tại sao? Tại vì cái thằng tìm kiếm này nó không có cái biến này. Thì để mà chạy được thì các bạn copy lên. Đây. Tại vì sao? Tại vì mỗi cái thằng ví dụ như trang tìm kiếm nè, nó sẽ cái này nó đang chạy bị lỗi ha. Rồi, bây giờ là tìm kiếm sản phẩm nè. Keyword cũng là tìm kiếm sản phẩm luôn. Tìm kiếm sản phẩm ha. Rồi, mình sẽ copy y chang những trang index luôn ha mấy bạn. Đây. Kèm theo gì mấy bạn? Kèm theo ba cái này. Ok chưa? Tại này nó có nhưng mà nó chưa kèm theo, nó chưa trả về cái trang sản phẩm search ha. Rồi ok. Rồi, sau khi tìm kiếm xong enter cái là nó get method. Ok, đúng. Tại vì nó là phương thức của nó là post chứ không phải là get. Đó, thì kết quả tìm kiếm nè. Thì cái này kết quả tìm kiếm nè, nó là thuộc gì mấy bạn? Meta keywords, đúng không? Bây giờ mình nhấn Ctrl U lên mình xem trang nè. Xem nguồn trang ha. Ồ, xem trang này gửi bảo mẫu bị lỗi nè. Shorts, return view shorts. Tìm kiếm. Cả nó đi. Tạm thời như vậy đi ha. Đó, thì mọi cái trang như là ví dụ như các bạn trang này trang chi tiết nè, đúng không? Chi tiết sản phẩm thì nó nằm ở đâu các bạn? Bây giờ mình mở lại nè, nó là chi tiết sản phẩm đúng không? Bây giờ mình control nè, chi tiết sản phẩm thì nó thuộc thằng product đúng không? Product controller. Đó, thì các bạn bắt buộc các bạn phải mở cho mình cái product controller lên. Sau đó các bạn tìm cho mình cái gì mấy bạn? Cái hàm đó là details product đúng không? Detail product. Đó rồi, detail product đây. Mặc định nè. Nó chưa có meta. Ok chưa? Nó chưa có meta nè. With meta title. Đây, nó có meta rồi. Thì mặc định cái meta này nó mang cái gì mấy bạn? Meta description này nó mang cái product Descript, có nghĩa là cái cột gì? Có nghĩa là cái cột sản phẩm ha, cái cột cái gì? Cái cột mô tả sản phẩm. Còn cái này là keyword, keyword là từ khóa, là cái slug sản phẩm. Ví dụ vậy ha. Nếu mà các bạn có gì product keyword thì các bạn thêm vào. Không thôi thì các bạn thêm cho mình là đây, để mình vào lại cái thằng cái cơ sở dữ liệu ha. Đó. Laravel nè. Product nè. Đó, thì cái mô tả của nó thì nó giống như meta description là chuẩn SEO ha. Đó, thì cái này meta description, meta keyword, meta title, mấy cái này là cái tab SEO hết. Thì mặc định product description nè,
Đó thì mặc định nó mô tả của một gì, một sản phẩm thì đây product description. Nếu mà các bạn có là meta keyword thì product keyword đó, thì các bạn cho vào là meta keyword. Thì cái này nè, khi các bạn lấy được cái trang chi tiết sản phẩm, khi các bạn lấy được cái gọi là chi tiết của một sản phẩm dựa trên gì các bạn, dựa trên product load. Product load nghĩa là gì? Product load là có nghĩa là cái này giống product load ha, ta cầm PS4 ví dụ như các bạn có product ID thì các bạn thêm product ID, sau đó các bạn for each, dùng cái gì, cái hàm for each, vòng lặp for each để lấy ra tất cả dữ liệu đúng không? Đó cái này là quá dễ dàng. Sau đó các bạn gán vào thôi, các bạn gán vào rồi các bạn cho quýt thôi. Thì cũng tương tự như ví dụ như cái trang giỏ hàng, thì mặc định cái trang giỏ hàng này, tại vì mình chưa có sản phẩm gì hết, thì cái trang giỏ hàng nó nằm trong cạc control, show cạc này đúng không? Bắt buộc các bạn cũng phải cho meta description. Cái meta description và meta keyword, ví dụ bốn trường này, giỏ hàng thì mặc định mình ghi ví dụ như mô tả giỏ hàng thì ghi giỏ hàng của bạn thôi. Đó, à, của bạn. Tại vì những cái trang như là tin tức nè, sản phẩm nè, nó có những cái trường mà mô tả sản phẩm đồ, hoặc là mô tả keyword của sản phẩm đồ, thì hoặc là product name thì là gọi là meta title. Thì khi các bạn search nè, sản phẩm ha, ví dụ một sản phẩm là tay cầm PS4 màu đỏ đi, thì cái này các bạn để ý nè, trên cái tag của mình nó sẽ có là tay cầm chơi game PS4 màu đỏ đúng không? Ok chưa? Đó thì mình nói tóm lại là tất cả các trang mà hiện hành, tất cả các trang đang chạy bắt buộc, ví dụ như là các bạn thêm một cái biến mà gọi là biến đó vào layout, gọi là biến chung ha, cái này là biến chung nè, đó meta description, meta keyword, meta canonical, đó là một cái biến chung. Đó, biến chung tại vì sao? Tại vì nó là một cái header mang gì, mang CSS chạy chung ha, không có có nhiều cái mã code là mỗi trang nó chạy một cái CSS riêng, mỗi trang nó chạy một cái head riêng, nhưng cái đó là không có nhiều cái trang đó đâu các bạn. Đó, mỗi ví dụ như mỗi trang nó chạy một CSS riêng thì được, còn mỗi trang nó không thể nào mà mỗi trang chạy một cái head riêng được đó, trừ khi cái thằng nó quá rỗi rảnh thôi đấy, cái coder nó quá rỗi rảnh thôi, thiệt không ai yêu cầu mà. Đó thì từ cái trang footer là nguyên trang layout này nè, mình chỉ có thay đổi cái gì mấy bạn, thay đổi cái content thôi, đây cái view cái content này thôi, thì tất cả mọi thứ là từ cái thằng danh mục sản phẩm này đổ lại nè ha, hoặc là từ cái slider này luôn đó, hoặc là từ cái thằng danh mục này đổ xuống, trừ cái thằng gì, đúng rồi, trừ cái thằng footer ra thôi, trừ cái thằng footer ra thôi, thì mặc định nó giống ha, mặc định nó giống, thì cục này nó giống, thì cái cục nào cần thay đổi thì các bạn gọi view content ha, còn cái nào mà không cần thay đổi á mà nó chung á thì bắt buộc các bạn phải thêm. Rồi ví dụ như trang đăng nhập đi, login check đi, thì nó nằm ở thằng customer, check out, như là login check nằm ở check out đây, bắt buộc các bạn cũng phải cho ha. Vậy ta các bạn cho đăng nhập để thanh toán, cái này cũng được, thì đây đăng nhập để thanh toán nè, meta keyword ha. Đó bắt buộc các bạn phải thêm, tại vì sao? Ta lại biến chung, nó chạy chung với thằng header layout thì bắt buộc tất cả các trang các bạn phải có cái này ha. Ok chưa? Đó rồi, trang tin tức mình chưa ghi nè ha, trang chủ ok, cái này còn thiếu nhiều lắm ha. Rồi trang sản phẩm giỏ hàng đó, thì nếu mà các bạn ví dụ như trang giỏ hàng nè, các bạn không có cái thằng meta này đi, show cạc, các bạn không có cái thằng with meta này, ví dụ các bạn thiếu đi đấy, thì mặc định nó sẽ lỗi đúng không? Đó lỗi rõ ràng dần dần luôn thôi, có nghĩa là cái trang show cạc này nè, cái hàm nó mang cái gì, nó mang nó gọi cái gì, cái place show cạc này nè, đâu mất mẹ rồi, pages check out card, show card đó ha, pages card và show card đó, thì nó gọi cái gì, plate show card ra ha, thì cái plate show card này nó là cái trang show card, thì mặc định cái trang show card nó có cái gì mấy bạn, cái trang show card thì nó extend layout, mà cái layout nó gì, cái layout nó bắt buộc phải có gì, nó phải có cái meta description, meta keyword ha. Đó tất cả các trang các bạn chạy bắt buộc các bạn phải thêm meta description và meta keyword ha. Rồi, cảm ơn các bạn luôn ha. Thì mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi những clip sau, thì clip sau thì mình hướng dẫn cho các bạn là thêm giỏ hàng ha, thêm giỏ hàng bằng Ajax. Đây mình ghi keyword, sau này mình sẽ ở trong trang web của mình á, các bạn cứ coi video xong, ví dụ như các bạn có coi video xong rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bước 1 làm sao, bước 2 làm sao, cái này là mình bắt
mình share cái, một là mình share cái file Word này, hai là mình bắt thẳng một bài viết như một bài viết rồi các bạn chỉ cần code các bạn chỉ cần xem cái bản code này rồi các bạn tham khảo thôi ha. Đấy, để cho các bạn có thể mà nắm rõ hơn được về cái gì mình hướng dẫn. Xin cảm ơn các bạn ha.